Sinh ra trong một gia đình tri thức, sở hữu ngoại hình chuẩn, cùng gương mặt khả ái, phúc hậu, Đỗ Mỹ Linh vinh dự đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Thông minh, chững chạc và hết sức tinh tế, tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Đỗ Mỹ Linh vượt qua mọi cám dỗ của showbiz, giữ vững lập trường và xây dựng được hình tượng Hoa hậu Việt Nam thân thiện, giản dị, sống có mục đích và cống hiến hết mình cho cộng đồng. Trong cuộc trò chuyện gần đây với Saigon TV Entertainment, Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ thêm về gu bạn trai của mình, cũng như việc kinh doanh hay khen ngợi hết lời với các nàng hậu chinh chiến xứ người. Khi mà nhìn thấy chị Vân tỏa sáng trên sân khấu của Miss Universe và có thể gọi là thực hiện được cái ước mơ cũng như là đam mê của mình, thì Linh cũng nhớ lại cái khoảng thời gian trước đây Linh cũng được đứng trên một sân khấu của một cuộc thi quốc tế lớn và đại diện cho Việt Nam. Linh nghĩ rằng là tất cả mọi người, khi mà tất cả cô gái khi mà đã đại diện Việt Nam tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế thì đấy là một cái niềm tự hào rất là lớn và nó cũng là một cái ước mơ mình được thực hiện. Linh tin chắc rằng là chị Vân cũng đã cảm thấy rất là hài lòng cũng như rất là vui khi mà mình đã chiến thắng với chính bản thân mình. Linh nghĩ rằng là bây giờ nói về việc kết nối thì cũng không có để làm gì nữa cả. Chị Vân đã làm rất là tốt rồi, tuy nhiên thì chắc là vẫn còn thiếu một chút may mắn gì đấy. Và Linh nghĩ rằng là cũng không biết phải nói sao, nhưng mà Linh nghĩ rằng là chị Vân đã làm rất là tốt rồi. Thì là một cô gái mà Linh quan sát từ những ngày đầu khi mà Hà tham dự cuộc thi ở Việt Nam, và đến bây giờ thì Linh cũng cảm thấy rằng là Hà cũng đã có những cái sự trưởng thành cũng như là có những cái sự nỗ lực riêng của Hà, và chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì Hà cũng sẽ tham gia một đấu trường nhan sắc cũng rất là khốc liệt, đấy là Hoa hậu thế giới, và Linh chúc Hà sẽ tự tin và tỏa sáng và sẽ gặp thật là nhiều may mắn trong cuộc thi sắp tới và sẽ một lần nữa giúp Việt Nam được gọi tên thật là nhiều lần trong đêm chung kết của cuộc thi thế giới. Trong thời gian như mọi người cũng biết là thời gian vừa rồi thì do dịch Covid-19 cũng diễn biến phức tạp, thì mọi công việc của mình cũng có những cái sự bị trì hoãn cũng như là bị trễ, nhưng mà không vì thế mà Linh không bị mất tinh thần. Linh cũng luôn luôn có những cái công việc khác để mình có thể tranh thủ làm trong cái đợt dịch này, ví dụ như là có thể học thêm những cái môn mà mình yêu thích chẳng hạn. Đợt này thì Linh có tập golf, đấy là một cái bộ môn thể thao Linh mới tập được khoảng 2 tháng nay và Linh cảm thấy rất là thích thú với bộ môn này. Linh nghĩ rằng là cái chuyện lập gia đình không phải là mình nghĩ hay là mình muốn mà sẽ làm được, mà cái đấy còn phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Linh thì nghĩ rằng là khi nào mà Linh tìm được một người mà thực sự phù hợp với mình và mình cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc thì Linh sẽ đương nhiên là sẽ tiến tới kết hôn. Trước đây thì Linh luôn luôn đặt ra cho mình rất là nhiều những cái tiêu chí về một người bạn trai lý tưởng, thế này thế nọ, nhưng mà thời gian gần đây không biết là có phải là do tuổi tác không cao nên là mình cũng cảm thấy mình dễ tính hơn hay không. Linh chỉ cần một người mà cho mình cảm giác ở bên cạnh mình cảm thấy thoải mái và cảm giác an toàn và bình yên, và quan trọng người đấy có thể hiểu được mình và luôn luôn yêu thương mình.